Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tuyến metro Bến Thành Suối Tiên dự kiến sẽ chạy thương mại từ tháng 7 năm sau. Ốp cỏ nhựa cho cột điện nhằm hạn chế việc dán quảng cáo tràn lan. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên án 3 năm tù. Cổ phiếu YG Entertainment giảm sau tin đồn Blackpink không gia hạn hợp đồng. Thưa quý vị, hôm qua Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (MRUR) chủ đầu tư vừa có báo cáo gửi Sở Giao thông Vận tải Thành phố về tình hình triển khai các dự án metro, trong đó đề ra mốc tiến độ đưa tuyến metro số 1 vào khai thác thương mại vào tháng 7 năm sau. Các mốc thời gian nêu trên được chủ đầu tư đưa ra trong bối cảnh metro số 1 hoàn thành hơn 96% khối lượng, đã chạy thử nghiệm toàn tuyến cả đoạn ngầm và trên cao. Theo đó, tuyến tàu điện đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được lên kế hoạch thi công xong cuối năm nay và nghiệm thu các gói thầu xây dựng đầu năm sau. Tháng 3 năm 2024, việc lắp đặt hệ thống cơ điện của dự án sẽ hoàn thành. Đồng thời, nhà thầu kiểm tra khắc phục các khiếm khuyết cũng như hiệu chỉnh thiết bị, máy móc đảm bảo vận hành trơn tru. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giữa năm 2024 xây dựng xong 9 cầu bộ hành kết nối các ga trên cao của tuyến metro số 1, song song với đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống và đào tạo lái tàu, nhân viên vận hành. Sau khi được các cơ quan quản lý chuyên ngành nghiệm thu hoàn thành dự án, tuyến tàu điện sẽ bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 7 năm sau. Chiều qua, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Giám đốc Sở chỉ yêu cầu giáo viên không được kiểm tra đầu giờ một cách đột xuất bất ngờ, chứ không cấm việc kiểm tra bài đầu giờ. Theo ông Minh, bài kiểm tra diễn ra hai hình thức là thường xuyên và đầu kỳ. Kiểm tra thường xuyên gồm nhiều hình thức, trong đó có kiểm tra miệng. Tuy nhiên, giáo viên cần có kế hoạch kiểm tra. Việc kiểm tra đột xuất bất ngờ thường tạo áp lực cho học sinh ngay từ đầu buổi học, khiến các em lo lắng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đã yêu cầu không được kiểm tra đầu giờ bất chợt. Theo ông Hiếu, hiện nay vẫn còn tình trạng thầy cô vào đầu giờ kiểm tra bài cũ theo kiểu kêu bất chợt, hỏi bất chợt. Điều này gây áp lực căng thẳng cho học sinh. Trong khi đó, nhiều học sinh vừa đến trường vừa ăn sáng ôn bài và lo lắng bị hỏi bài cũ. Giám đốc Sở cho rằng để nâng cao chất lượng thì trường học cũng phải hạnh phúc, học sinh đến trường vui vẻ, không bị căng thẳng. Tình trạng xe máy lưu thông ngược chiều lấn làn thường xuyên xảy ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc hàng trăm người cùng lúc vi phạm luật giao thông vừa dễ gây ùn tắc, tai nạn giao thông, vừa khiến bức tranh văn hóa giao thông đô thị thêm xấu xí và phản cảm. Hàng chục xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều dưới lòng đường, lẫn trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, khu vực vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, chỉ để không phải đi vòng. Vào giờ cao điểm, xe máy đi ngược chiều thành đoàn, khiến giao thông qua khu vực vòng xoay trở nên hỗn loạn, thường xuyên kẹt xe. Đường này thôi vô phương, là xe cộ, xe lớn, xe nhỏ thấy là nó kẹt mà đi đến lề này luôn. Tại thành phố, tình trạng xe máy đi ngược chiều lấn làn xảy ra như cơm bữa trên rất nhiều tuyến đường, từ trung tâm vùng ven đến nhiều tuyến quốc lộ. Cô nhà đây nè, cô sẵn vô là vô nhà rồi, giờ cô không lại qua, cô đây là cái đường nó đang vắng, cô qua đây cô sẵn đây là đúng rồi, còn đây cô chạy mấy chịu một cái đường dài. Không thể để tình trạng trên trở thành thông lệ xấu, nhiều chuyên gia và người dân đề nghị thành phố cần tăng cường phạt nguội qua camera giám sát, đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông để nâng cao ý thức của người dân. Những ngày qua, nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ khi nhìn thấy nhiều cột đèn trên các tuyến đường ở quận 5 được dán một lớp cỏ nhựa đẹp mắt xung quanh. Đây là một nỗ lực của Ủy ban Nhân dân quận 5 trong việc ngăn chặn nạn dán quảng cáo tràn lan trên các cột đèn làm mất mỹ quan đô thị. Trên các tuyến đường như Hồng Bàng, Đỗ Ngọc Thạnh, Nguyễn Kim, Trần Hưng Đạo, nhiều cột điện, trụ đèn chiếu sáng được quấn lớp cỏ nhựa cao 2,5 m để ngăn chặn nạn dán quảng cáo giao vặt. Lúc chưa dán thì nào là quảng cáo rồi các tờ rơi nó dán tùm lum từ trên xuống dưới rất là xấu. Nhưng mà từ lúc mà có chương trình ở quận 5 này mà làm cái chương trình này vậy là rất hay mà sạch đẹp. Cái này là phải nhân rộng cho từng quận. Màu xanh đẳng này nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó vui mắt, nó dịu hơn cái cây mà không có được dán cái màu xanh nó lên. Mặt thảm cỏ xù xì khiến việc dán rác quảng cáo tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, việc tháo dỡ các tờ giao vặt cũng dễ dàng hơn so với trước kia. Ấy vậy mà những mẫu quảng cáo như thế này vẫn tiếp tục xuất hiện như một sự thách thức. Những người đó người ta không có ý thức, ta dán cái thảm cỏ xanh chi,
để che giấu, để cho thành cho đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ những người vô ý thức, người ta dán trồng thêm lên, nó không hay. Chính quyền quận 5 cho biết, sau khi ốp cỏ, các trường hợp cố tình dán quảng cáo không nhiều. Hiện địa phương đang phối hợp một số doanh nghiệp tiếp tục tìm nhiều hình thức phù hợp để hạn chế bảng quảng cáo giao vặt. Chiều qua, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện Pasteur Nha Trang thuộc Bộ Y tế vừa gửi thông báo đến Sở Y tế, Chi cục An toàn Thực phẩm Quảng Nam về kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở tiệm bánh mì Phượng, thành phố Hội An. Kết quả kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm cho thấy trong món chả phát hiện Bacillus cereus sinh độc tố NHE và HBL, mẫu thịt heo xé xíu dương tính với Salmonella SPP, còn mẫu thịt xíu mại, rau salad, rau răm, hành, dưa chuột phát hiện cả Bacillus cereus và Salmonella SPP. Theo các bác sĩ, Bacillus cereus phổ biến trong môi trường, trong phân, đất nên dễ bị nhiễm vào thực phẩm. Thực phẩm chứa độc tố của vi khuẩn này thường gây ra hai dạng ngộ độc. Dạng thứ nhất, độc tố gây buồn nôn, nôn ói, đau bụng, khởi phát nhanh trong vòng 6 giờ sau khi ăn. Dạng thứ hai sẽ ra chậm hơn từ 6 đến 15 giờ, gây tiêu chảy khi vi khuẩn ở trong đường ruột. Vi khuẩn Salmonella thì sống trong ruột người, động vật và chim chóc. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều do tiêu thụ thực phẩm hoặc nước ô nhiễm có chứa phần. Tính đến chiều 14 tháng 9, đã có 150 bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng. Hiện các bệnh nhân đã ổn định và xuất viện. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, cựu cán bộ công an dùng súng AK cướp tiệm vàng lãnh án. Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là bố vợ của Tàn Kiên Nam. Thưa quý vị, tối qua phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm đã kết thúc. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị cáo Đặng Anh Quân, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo khác là trợ lý và nhân viên tại công ty cổ phần Đại Nam là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân bị tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù. Trước đó, khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bày tỏ sự ân hận khi không thể kiềm chế được bản thân dẫn tới ngày hôm nay. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hưởng án treo để có thể về sớm lo cho gia đình. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Văn Quốc, 39 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế, về hành vi sử dụng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba hồi tháng 7 năm ngoái. Tại phiên tòa, bị cáo Quốc đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết và chứng cứ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Quốc 8 năm 3 tháng tù về các tội cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, trưa ngày 31 tháng 7 năm 2022, khi đang là cán bộ công an tại trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quốc đã chiếm đoạt một khẩu súng AK, hai hộp tiếp đạn và một bộ đàm của đơn vị. Sau đó, Quốc đi xe máy đến khu vực chợ Đông Ba, dùng súng bắn chỉ thiên để xua đuổi người dân, bắn vỡ tủ kính đựng vàng của hai tiệm vàng, rồi lấy trang sức ném ra khu vực xung quanh, hô to để nhiều người dân đến nhặt. Sau khi được lực lượng công an vận động, Quốc đã tháo băng đạn rồi bỏ súng tự thú. Trước đó, bị cáo chưa có tiền án tiền sự và từng đạt thành tích cao trong công tác. Theo kết quả giám định, Ngô Văn Quốc bị rối loạn nhân cách thực tồn và bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Tức giận vì phải nghe cãi nhau, một người đã chém chết hai bạn nhậu và làm bị thương một người khác. Thủ phạm trong vụ việc Lý Hồng Công, 41 tuổi, hôm qua đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 12 tháng 12 năm 2022, Công ngồi uống rượu cùng với Nguyễn Văn Út, ông Văn Đen và Mai Hoàng Anh tại nhà của ông Út ở ấp 3 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. Trong quá trình uống rượu, giữa Đen và Út xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc tranh làm đại ca trong xóm. Ông Hoàng Anh qua giường cạnh bên nằm ngủ. Sau đó, Đen và Út mang hai cây dao ra tiếp tục thách thức nhau trong suốt cuộc nhậu. Tức giận vì phải nghe lời qua tiếng lại, Công đã lấy hai cây dao trên, rượt theo và chém liên tiếp làm Út và Công tử vong tại chỗ. Sau đó, Công đi vào nhà thấy Hoàng Anh đang ngủ nên dùng dao chém nhiều nhát vào người làm Hoàng Anh bị thương tật 48%. Sau khi gây án, Công đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sáng qua, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
với đối tượng La Thị Kim Nhung, 35 tuổi, trú tại địa phương, để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 20 tháng 9, người dân báo tin tại căn nhà cặp bờ sông của Nhung có nhóm người đang tổ chức uống rượu và có biểu hiện tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Công an huyện Châu Thành đã phối hợp kiểm tra bắt quả tang Nhung. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 32 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy trong chai nhựa, trên 28 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ liên quan. Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy do một người đàn ông đem đến đưa cho Nhung. Khi Nhung vừa bán một bọc ma túy cho một thanh niên với giá 200.000 đồng thì bị công an bắt quả tang. Hôm qua, công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ thành công một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là bố vợ của trùm ma túy Tàng Kiên Nam khi đối tượng này đang di chuyển trên rừng. Theo lực lượng chức năng, Giàng A Đua, bố vợ của trùm ma túy Tàng Cang Nam, bị Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an ra 3 quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đều về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ một khẩu súng ngắn loại súng quân dụng, một băng đạn, 7 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Đối tượng Đua có hai con đẻ là Giàng A Chứ và Giàng A Vấu, đều là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình bắt giữ di lý Giàng A Đua, hai đối tượng trên đã từ trên rừng nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho cha mình. Tuy nhiên, các lực lượng đã phong tỏa, kiểm soát hiện trường, làm chủ tình hình. Đến 14 giờ, lực lượng chức năng đã di lý đối tượng Giàng A Đua về trụ sở công an huyện Vân Hồ an toàn và ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn. Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố, một đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 8 tháng 5, Phạm Hiếu Nghĩa có thuê xe ô tô 7 chỗ của một người dân ở thành phố Vị Thanh để đi công chuyện. Tuy nhiên, sau khi nhận xe thì Nghĩa chạy thẳng xuống thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đem đi cầm với giá 192 triệu đồng. Do Nghĩa không trả xe đúng hẹn nên chủ xe liên hệ người quen của Nghĩa mới phát hiện sự việc. Không dừng lại ở đó, hơn 10 ngày sau, Nghĩa nhờ người quen điện thoại cho chủ xe mà Nghĩa đã thuê xe trước đó để thuê dùng một xe ô tô 4 chỗ. Như lần trước, Nghĩa tiếp tục điều khiển ô tô xuống thành phố Hà Tiên, đem cầm với giá 156 triệu đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã làm liều. Một xe tải và một xe khách chạy chiều ngược lại đâm vào nhau khiến xe tải lật ngang. Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 20, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vào chiều qua. May mắn là không có thiệt hại về người. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, một xe khách lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi xe khách đến km 118 thuộc xã Phú Lợi, huyện Định Quán, thì tông với xe tải di chuyển chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến xe tải lảo đảo rồi lật ngang, hàng chục tấn hàng hóa trên xe rơi vãi khắp mặt đường. Xe khách thì tông gãy trụ đèn đường và làm văng cột mốc cây số rồi mới dừng lại. Sau tai nạn, tài xế xe tải được người dân đưa đi cấp cứu. Xe tải lật ngang chắn hết quốc lộ 20 khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực và đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Thí nghiệm cho thấy hình dáng ngọn lửa khi được thắp trong không gian. Một cậu bé biết lái máy bay khi mới 10 tuổi. Ngọn lửa khi được thắp trong không gian sẽ có hình dáng như thế nào? Các phi hành gia trên trạm vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung đã trả lời câu hỏi này bằng một thí nghiệm và đoạn video đã được phát trực tiếp đến với các em học sinh tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc vào hôm qua. Thí nghiệm nằm trong phần thứ tư của loạt lớp học Thiên Cung. Các em học sinh ở Bắc Kinh, Nội Mông, Chiết Giang, An Huy và Thiểm Tây được quan sát 3 phi hành gia của tàu vũ trụ Thần Châu 16 tiến hành thí nghiệm về ngọn lửa hình cầu. Họ thắp một cây nến để cho thấy hình dạng của ngọn lửa trong không gian khác so với trên trái đất. Bên trong trạm vũ trụ Thiên Cung, ngọn lửa của ngọn nến tạo thành hình mái vòm hoặc hình cầu. Nhưng dưới mặt đất, nó sẽ thẳng đứng và hướng lên trên. Hình dạng của nó rất khác nhau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có tác động của trọng lực lên ngọn lửa. Các phi hành gia đã bắt đầu sứ mệnh Thần Châu 16 kéo dài 5 tháng vào ngày 30 tháng 5 năm nay, thay thế cho phi hành đoàn Thần Châu 15. Theo số liệu thống kê cho thấy, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn khi xảy ra tai nạn.
Trong khi đó thì xe hơi và các thiết kế đi kèm lại chỉ được thử nghiệm với mannequin nam giới. Do đó vừa qua, các kỹ sư Thụy Điển đã thiết kế một hình nộm thử nghiệm va chạm dựa trên hình dáng của nữ giới với mong muốn bảo vệ phái đẹp tốt hơn khi họ ngồi trước tay lái. Thiết bị thử nghiệm hình người dành cho nữ giới có tên Z50F do Astrid Linder, một kỹ sư tại Viện Nghiên cứu An toàn Giao thông Thụy Điển, phát triển. Nó được làm bằng cao su, kim loại và nhựa, cao 1m62, nặng 62kg, tức nhẹ hơn 15kg và thấp hơn 15cm so với hình nhân nam cổ điển, và được trang bị 24 cảm biến. Trong thí nghiệm, xe được cho chạy với tốc độ 16km/h rồi dừng lại do va chạm. Các cơ cổ ở phụ nữ thường yếu hơn, vai của họ cũng hẹp hơn và hông rộng hơn. Những phép đo này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá những rủi ro mà phụ nữ gặp phải khi lái ô tô. Theo một nghiên cứu năm 2019 của Đại học Virginia, Mỹ, phụ nữ có nguy cơ bị thương cao hơn 73% so với nam giới trong trường hợp va chạm trực diện. Đối với những chấn thương không gây tử vong, đó có thể là nguồn gốc gây ra khuyết tật. Số liệu thống kê cho thấy yếu tố luôn có quyết định là sự khác biệt giữa nam và nữ. Hình nộm thử nghiệm va chạm dành cho nữ giới này đã được một số nhà sản xuất sử dụng, chẳng hạn như Volvo ở Thụy Điển. Graham Sema không phải là một đứa trẻ bình thường, chỉ mới lên 10 nhưng em bé người Uganda này không chơi máy bay đồ chơi, thay vào đó em là phi công lái máy bay thật. Từ niềm yêu thích bầu trời, Graham lên YouTube xem và học tất cả những gì em có thể tìm được về cách máy bay hoạt động. Cậu bé 10 tuổi xem lại nhiều lần và ghi nhớ từng chi tiết để nắm tất cả mọi thứ trên máy bay, thậm chí hiểu các bảng và nút điều khiển phức tạp trong buồng lái. Em lên YouTube và tìm kiếm cách thức hoạt động của máy bay. Trong một video sẽ không có hết mọi thứ mà em phải tìm các video khác nhau, khó nhất là học về buồng lái. Cha mẹ của em nhận ra sở thích mới của cậu bé và quyết định ủng hộ. Họ sắp xếp cho em được lên chuyến bay cùng với những phi công có kinh nghiệm khi em 6 tuổi và tất cả đều ngạc nhiên trước kiến thức và niềm đam mê của cậu bé. Giờ đây, Graham được biết đến là phi công trẻ nhất ở Uganda. Thông điệp cậu muốn truyền tải chính là đừng để ai nói với bạn rằng bạn không thể làm điều gì đó vì tuổi tác hoặc giới tính của mình. Hành trình của Graham vẫn chưa kết thúc và trong tương lai, có thể cậu bé sẽ chinh phục cột mốc mới và hoàn toàn có thể trở thành người Uganda đầu tiên bay vào không gian. Bob Bros là họa sĩ được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình The Joy of Painting, niềm vui hội họa. Mỗi bức tranh của ông đều có giá trị không hề nhỏ. Và mới đây, bức tranh đầu tiên của họa sĩ này đã được đơn vị sở hữu công bố giá bán với mong muốn đưa nó đến một bảo tàng hoặc là triển lãm để chia sẻ nghệ thuật đến với nhiều người hơn. Nếu muốn sở hữu bức tranh này, bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ là 9,85 triệu đô la Mỹ. Ryan Nelson, chủ phòng trưng bày Modern Artifact, nơi đang sở hữu bức tranh, cho biết lớn lên ở một thị trấn nhỏ, anh được làm quen với nghệ thuật qua chương trình của Bob Ross và vô cùng yêu thích những bức tranh. Hiện Ryan Nelson đã mua và bán hơn 100 tác phẩm của Ross. Ban đầu, A Walk in the Woods được một phụ nữ tình nguyện làm việc tại đài truyền hình nơi họa sĩ Bob Ross ghi hình mua trong một phiên đấu giá gây quỹ cho đài. Bà treo nó trong nhà suốt 39 năm cho đến khi anh Nelson liên lạc để mua vào năm 2022. Bob Ross là một họa sĩ tài năng. Ông đã thực hiện chương trình từ năm 1983 đến 1994. Trong mỗi tập, ông vừa vẽ vừa khuyến khích người xem cùng vẽ với mình. Cổ phiếu của YG Entertainment đóng cửa giảm hơn 13% vào hôm qua sau khi truyền thông đưa tin một số thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop Hàn Quốc Blackpink sẽ không gia hạn hợp đồng với hãng này. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong ngành giải trí, hãng truyền thông địa phương The Daily Sports Seoul đưa tin một số thành viên của Blackpink đã quyết định rời YG Entertainment, trong khi chỉ có một thành viên gia hạn hợp đồng với công ty này. Trong nhiều tháng đã có nhiều đồn đoán rằng thành viên người Thái Lalisa có thể tách khỏi nhóm và theo đuổi sự nghiệp solo. Nhóm đã bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu Bonbin World Tour vào tháng 10 năm ngoái và kết thúc tại Hàn Quốc vừa qua. Hơn 60 buổi lưu diễn đã thu hút lượng khán giả lên tới 1,8 triệu người và mang về doanh thu khủng 260 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, tối qua trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam của Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19, tuyển Olympic Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước U23 Iran. Chỉ 5 phút sau khi bóng lăn, thủ môn Quan Vân Chuẩn đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha lên bóng bên cánh trái của Iran, Motahari thoải mái đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua sớm chỉ 2 phút sau giờ nghỉ từ pha phá bóng sai lầm của trung vệ Đức Anh.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thực hiện thêm nhiều sự thay đổi người, nhưng thế trận của Olympic Việt Nam vẫn không được cải thiện. Đội còn phải nhận thêm hai bàn thua nữa, một sau siêu phẩm sút xa của Mamizadeh ở phút 53 và một sau pha đánh đầu cận thành của Bazega ở phút 90+1. Thua Iran, Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng -2, còn Iran và Ả Rập Xê Út dẫn đầu với cùng 4 điểm. Ở lượt đấu cuối ngày 24 tháng 9, Việt Nam sẽ phải đánh bại đối thủ rất mạnh là Ả Rập Xê Út để chắc chắn có suất đi tiếp. Nếu không, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải đợi kết quả của các đội thứ 3 ở các bảng đấu khác để biết liệu họ có lọt vào vòng 16 đội hay không. Còn tại bảng E, U23 Thái Lan cũng đã phải chịu thất bại nặng nề khi chạm trán U23 Hàn Quốc. Chỉ sau 15 phút bóng lăn, U23 Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống tạt bóng bên cánh trái, Hồng Dương Sớt bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn. 5 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Hàn Quốc. Hàng thủ Thái Lan chơi thiếu chắc chắn, tạo cơ hội cho An Jae-chun tung ra cú dứt điểm quyết đoán, gia tăng cách biệt. Sự vượt trội của Hàn Quốc ở hiệp đầu tiên được cụ thể hóa với bàn thứ 3 ở phút 39 của Ung Won Sang. Ngay cả khi hiệp 1 bước sang phút bù giờ, Lee Jae-ik vẫn kịp ghi bàn để giúp Hàn Quốc có bàn dẫn trước thứ 4. Với cách biệt quá lớn trong hiệp 1, Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ trong suốt hiệp 2. Tuy vậy, Voi Chiến vẫn không tận dụng được cơ hội nào để rút ngắn khoảng cách. Tỷ số 4-0 cho U23 Hàn Quốc được duy trì. Với kết quả này, U23 Thái Lan chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt đấu cuối, họ buộc phải thắng Coes để có hy vọng giành vé đi tiếp. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, một xe buýt chở học sinh đã gặp tai nạn ở bang New York của Mỹ vào ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và 48 người khác bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc liên bang 84, cách thành phố New York khoảng 120 km. Chiếc xe gặp nạn khi đang chở một nhóm học sinh cấp 3 ở Long Island đi dự hội trại tại bang Pennsylvania. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.